Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Đây là chương trình 5 phút lời Chúa hàng ngày của Trung tâm Mục vụ Đa Minh tại Houston, thuộc vụ tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm, dòng Đa Minh. Tôi là Linh Mục Đa Minh Nguyễn Trinh Quang thuộc dòng Đa Minh. Hôm nay là ngày thứ bảy của tuần lễ 29 thường niên. Giờ đây xin kính mời quý ông bà, anh chị em lắng nghe tin mừng của Thánh Luca chương 13 từ câu 1 đến câu 9. Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilee bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilee này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilee khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloác đổ xuống đè chết. Các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người trong thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 năm nữa, tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống chúng ta luôn gặp những đau khổ, tai ương, hoạn nạn, và đôi khi chúng ta cũng có những cái suy nghĩ đó là vì tội lỗi của họ. Nhưng trong bài tin mừng, Đức Giêsu đã khẳng định không phải vì tội lỗi của họ. Thế nhưng cũng có một điều khác nhắc nhở chúng ta, đó là nếu không sám hối thì chúng ta cũng sẽ chết như vậy. Điều này muốn nói với chúng ta một điều, đó là cái chết phần xác ai cũng sẽ phải trải qua, có thể là do bệnh tật, tai nạn hoặc là bất cứ chuyện gì xảy ra. Thế nhưng nếu chúng ta không sám hối thì cái chết phần hồn có lẽ còn nặng hơn. Và trong câu chuyện dụ ngôn về cây vả không sinh trái, người làm vườn đã xin với ông chủ, đó là xin thêm 1 năm để bón phân xem nó có trái không, rồi sau đó hắn chặt. Đó là tình thương, đó là thời gian mà Thiên Chúa dành cho chúng ta để mời gọi chúng ta có thời gian ăn năn sám hối. Lạy Chúa, xin cho con luôn biết cảm thông, chia sẻ với những anh chị em đang gặp những đau khổ, tai nạn, khó khăn trong cuộc sống. Xin cho con biết nhận ra tội lỗi của mình để sám hối. Và xin cho con biết nhận ra tình thương của Chúa để luôn sinh hoa trái là việc lành phúc đức trong cuộc sống.
Amen. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ân lành hồn xác cho quý ông bà và anh chị em trong ngày hôm nay. Ngài sai tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng người. Ngài sai tôi đi mọi nơi, dù tim tôi còn mang xa, rồi mai đây sẽ nhận nhòa tình thương yêu.